Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tí Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, tàu ngầm chiến lược được cho là một trong những vũ khí có khả năng răn đe uy lực nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc. Chính vì vậy, hai cường quốc Nga và Mỹ đã biên chế nhiều tàu ngầm chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân có khả năng mang đủ lượng đầu đạn để hủy diệt cả thế giới. Và mới đây nhất thì Nga đã tuyên bố thử nghiệm tàu ngầm mới, hiện đại bậc nhất, có khả năng phá hủy, hay nói một cách mạnh hơn là hủy diệt thế giới chỉ trong vòng 30 phút. Cả thế giới rộng lớn như vậy mà chỉ mất nửa giờ để phá hủy. Nghe có vẻ hơi viễn tưởng phải không ha? Thế nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn để tìm hiểu về loại tàu ngầm này và những vũ khí của chúng nhé, để xem chúng có gì mà lại nguy hiểm đến như vậy. Vừa qua, báo chí của hạm đội phương Bắc thuộc Hải quân Nga công bố, các tàu và tàu hỗ trợ của căn cứ hải quân ở Biển Trắng thuộc hạm đội phương Bắc đã bắt đầu một giai đoạn thử nghiệm khác trên biển đối với tàu ngầm hạt nhân đa năng Kazan mới nhất, thuộc lớp Zasen nâng cấp. Thủy thủ đoàn trên tàu ngầm sẽ thử nghiệm các hệ thống và cơ chế ở vị trí dưới nước. Theo thông báo, các cuộc thử nghiệm của tàu Kazan có sự tham gia của tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân hạng nặng TK-208 Dmitry Donskoy cùng với các tàu khác. Khi quá trình thử nghiệm được hoàn tất, tất cả các tàu sẽ trở về căn cứ thường trực ở Severovinsk. Tàu ngầm Kazan là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên được phóng dự án 885m, nâng cấp lớp Zasen, được hạ thủy vào ngày 24 tháng 7 năm 2009 và hoàn thành vào năm 2017. Theo dự kiến, tàu này sẽ gia nhập Hải quân Nga vào cuối năm 2020, phục vụ trong hạm đội phương Bắc. Vũ khí chính của tàu ngầm này được đóng theo dự án đóng tàu 885-885m là tên lửa hành trình Kalib hoặc tên lửa Onyx. Tàu ngầm lớp 885m Zasen là thế hệ tàu ngầm mới được chế tạo sau thời Liên Xô với nhiều cải tiến đáng giá. Chuyên gia quân sự nhận định rằng, Zasen tuy không phải tàu ngầm hạt nhân chiến lược truyền thống, thế nhưng tổ hợp tên lửa hành trình Kalib mang 40 quả đạn 3E14K đạt tầm bắn trên 2.500 km của nó có đủ, thậm chí thừa khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ. Các tàu ngầm thuộc lớp Zasen và bản nâng cấp toàn diện Zasen M có lượng giãn nước là 13.800 tấn, có thể hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ khi lặn là 57 km/h, thủy thủ đoàn gồm 64 người và có thể liên tục hoạt động trong 100 ngày. Cùng với đó, đây được cho là một loại tàu ngầm nhanh và cực kỳ yên tĩnh, lại được trang bị nhiều cảm biến thủy âm cực kỳ nhạy. Giới quan sát nhận định rằng, tàu ngầm lớp Zasen có thể tiếp cận được khu vực 2.000 km kể từ biên giới phía đông của Mỹ và có khả năng tấn công vào khu vực Ngũ Đại Hồ giữa biên giới Mỹ và Canada. Thậm chí National Interest còn lo ngại rằng, các tàu ngầm này có thể không phát ra âm thanh nào và lặng lặng tiến vào khu vực cách đường bờ biển Mỹ chỉ 1.000 km hoặc thậm chí ngắn hơn, khi đó nó có thể tiếp cận, đồng thời đe dọa đến thành phố Chicago và thành phố sâu trong lãnh thổ của Mỹ. Ngoài các chuyên gia Nga, giới phân tích phương Tây, thì nhiều sĩ quan cao cấp Mỹ cũng cho rằng tàu ngầm lớp Zasen và Zasen M là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ. Cựu sĩ quan tại Bộ Tư lệnh các hệ thống Hải quân Mỹ cho biết ông rất ấn tượng với tàu ngầm này của Nga, đến mức ông đã cho dựng mô hình tàu ngay bên văn phòng của mình. Hiện tại, mới chỉ có một chiếc tàu ngầm lớp Zasen được trang bị cho Hải quân Nga và một chiếc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Thế nhưng, theo nhận định của một bài viết mới đây trên tạp chí này National Interest thì hiện nay có đến 5 chiếc tàu ngầm có khả năng hủy diệt thế giới. Ngoài tàu ngầm thuộc dự án 885m Zasen M, Nga vẫn ở vị trí áp đảo với việc sở hữu 2 chiếc nữa. Vậy tức là Nga chiếm 3 trong số 5 tàu và 2 tàu còn lại thuộc về Mỹ. 4 chiếc tàu ngầm có tên trong bảng xếp hạng này như thế nào? Có điều gì đặc biệt thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua nhé. Cái tên đầu tiên phải kể đến là tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Mỹ được bắt đầu chế tạo từ cuối những năm 1970 để thứ nhất là răn đe Nga, thứ hai là để thay thế hạm đội tàu ngầm đã bị lỗi thời từ thập niên trước đó của Mỹ. Trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1997, có tổng cộng 18 trong 24 tàu được đóng, với giá trị mỗi chiếc tương đương khoảng 3 tỷ đô. Hiện nay, tàu ngầm Ohio có lượng giãn nước là 18.750 tấn khi lặn, cùng với đó là chiều dài 175 mét. Lớp Ohio trở thành mẫu tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ. Mỗi tàu có khả năng mang theo 24 tên lửa đạn đạo UGM-133, Trident 2D5 với tầm bắn là 11.300 km. Mỗi tên lửa có sức công phá gấp 12 lần đầu đạn nhiệt hạch V-88, với tổng sức nổ tương đương khoảng 5,7 triệu tấn thuốc nổ Kiton. Độ chuẩn xác cao giúp cho tên lửa Trident 2D5 có thể tấn công mục tiêu với độ sai số mục tiêu không quá 90 mét. Vì vậy, tàu ngầm Ohio phù hợp để sử dụng thực hiện đòn tấn công mở đầu. Tạp chí National Interest nhận định, chiến tranh lạnh khép lại, Mỹ hoán cải 4 tàu ngầm lớp Ohio,
dỡ bỏ tên lửa đạn đạo Trident và trang bị thay thế bằng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk. Mỗi chiếc tàu ngầm này hoán cải mang được tới 154 quả Tomahawk trong 22 ống phóng. Con số này nhiều hơn cả một biên đội tàu mặt nước. Tất cả số tên lửa này có thể phóng theo loạt từ dưới nước trong vòng 6 phút. Hai ống phóng không chứa tên lửa được chuyển đổi thành cửa mở đặc biệt, cho phép triển khai được hơn 60 lính đặc nhiệm hải quân. Ngoài ra, chúng còn được dùng để phóng tàu lặn không người lái, tàu chở đặc nhiệm, phao định vị thủy âm và nhiều loại cảm biến dưới nước khác. Hiện nay, theo báo cáo đánh giá chung về tình trạng hạt nhân được Lầu Năm Góc công bố, thì nước này đang duy trì hạm đội gồm 14 chiếc tàu ngầm lớp Ohio, với mỗi giai đoạn sẽ có 2 chiếc được điều chuyển vào để bảo dưỡng định kỳ, trong đó có 9 tàu hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và 5 tàu còn lại ở Đại Tây Dương. Lớp Ohio sở hữu rất nhiều tính năng uy lực, tuy nhiên chúng đang dần trở nên lỗi thời. Những chiếc đầu tiên cũng đã sắp hết niên hạn hoạt động. Điều đó buộc Hải quân Mỹ phát triển loại siêu tàu ngầm mới thay thế, đó là siêu tàu ngầm lớp Columbia. Cái tên tiếp theo là tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia có lượng giãn nước 20.800 tấn, được thiết kế với tính năng tàng hình và nhiều công nghệ mới hiện đại của thế kỷ 21. Thế nhưng, so với lớp Ohio, lớp Columbia này chỉ mang được 16 quả tên lửa cho Trident 2D5, ít hơn 8 quả. Hầu hết không gian trong tàu để lắp đặt động cơ hạt nhân và mô tô nam châm vĩnh cửu. Đây chính là các bộ phận quyết định mạng sống của một con tàu. Động cơ này được đánh giá là vô cùng yên tĩnh. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đóng mới 12 tàu ngầm mới Columbia với tổng chi phí gần 350 tỷ đô la Mỹ. Chiếc đầu tiên được khởi đóng vào năm nay, tức là năm 2021, chính thức tham gia vào biên chế Hải quân Mỹ vào năm 2031 và hoạt động tối thiểu trong 42 năm. Tuy nhiên, Văn phòng Kiểm tra Chính phủ Mỹ HIO hồi cuối năm 2017 đã từng cảnh báo rằng dự án này rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của siêu tiêm kích F-35 và tàu sân bay lớp Ford do ứng dụng quá nhiều những công nghệ mới và chưa được kiểm chứng, khiến cho thời gian phát triển và chi phí chế tạo vượt xa hơn nhiều so với dự kiến. Đó là những sản phẩm tàu ngầm của Mỹ. Nga cũng không hề kém cạnh khi liên tục ra mắt các mẫu tàu ngầm mới, đồng thời nâng cấp những chiếc ra đời từ thời Liên Xô để đảm bảo đủ khả năng và năng lực để săn đe đối thủ. Tàu ngầm dự án 955 Borei của Nga thì sao ? Tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 955 lớp Borei được Nga phát triển từ giữa thập niên 1980. Viện thiết kế Rubin đã nghiên cứu phát triển và bàn giao cho quân đội Nga chiếc đầu tiên từ năm 2013. Tàu dài 170m, rộng 13,5m với lượng giãn nước là 24.000 tấn. Tốc độ tối đa khi lặn lên đến 56 km/h, cùng tầm hoạt động không giới hạn. Được biết, đây là loại tàu ngầm lớn thứ hai trên thế giới. Tàu có thể mang theo 16 tên lửa đạn đạo GSM-56 Bulava với tầm bắn trên 9.000 km. Mỗi tên lửa Bulava mang theo 10 đầu đạn hạt nhân, sức mạnh tương đương với 1,5 triệu tấn thuốc nổ. Các đầu đạn này được thiết kế nhằm tấn công mục tiêu với độ lệch không quá 300m, với kích thước nhỏ gọn, tốc độ bay và khả năng cơ động cao. Tên lửa này có khả năng vượt qua được nhiều lá chắn tên lửa đạn đạo tối tân hiện nay. Tàu ngầm lớp Borei này được trang bị động cơ tua bin khí và hệ thống đẩy chân vịt tối tân, giúp nó có thể đạt vận tốc cao nhưng vẫn rất yên tĩnh khi hoạt động dưới nước. Hiện Hải quân Nga đang vận hành 3 chiếc tàu ngầm lớp này. Bên cạnh đó, năm 2012, Nga bắt đầu đóng biến thể 995 Borei A với nhiều cải tiến đáng kể về hệ thống thông tin liên lạc, độ ổn, đồng thời tăng diện tích khoang sinh hoạt cho thủy thủ đoàn. Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ biên chế ít nhất là 8 tàu ngầm lớp Borei, bao gồm 3 chiếc nguyên bản và 5 tàu Borei A cuối cùng, là loại tàu ngầm được coi là xương sống của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga. Đó là tàu ngầm dự án 667B DRM Delta 4, được chế tạo trong giai đoạn năm 1981 đến năm 1992. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thuộc dự án 667B DRM lớp Delta 4 có lượng giãn nước khoảng 18.200 tấn và được trang bị vũ khí khi chính là 16 tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng O29RM Isivana. Mỗi tên lửa có thể mang từ 4 đến 8 đầu đạn hạt nhân với sức nổ tương đương 2 triệu tấn. Tên lửa này đạt tầm bắn là 8.300 km khi tải tối đa, hoặc 11.550 km nếu giảm đầu đạn. Với mẫu tàu ngầm này có thể lặn sâu tới 400m, bắn mục tiêu từ độ sâu 55m dưới mực nước biển. Điều này cho phép tàu ẩn mình và tung đòn tấn công đối phương bất ngờ, khiến kẻ thù khó trở tay kịp thời. Vượt trội hơn, tàu ngầm Delta 4 còn có khả năng phóng tên lửa từ bất kỳ hướng nào mà không cần tạm ngưng hành trình khi bắn. Hiện có 7 tàu ngầm lớp Delta 4 được phục vụ trong biên chế hạm đội phương Bắc và là xương sống trong lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Nga. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau khám phá về loại tàu ngầm của Nga mới thử nghiệm, có khả năng hủy diệt được cả thế giới trong vòng 30 phút, đồng thời còn được tìm hiểu thêm rất nhiều thông tin về những loại tàu ngầm hiện đại khác nữa phải không ? Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!
Một trận động đất mạnh 2,7 độ Richter xảy ra ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Nhiều khu vực có thể cảm nhận được động đất. Hôm thứ Sáu, một trận động đất mạnh 2,7 độ Richter ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh trở thành chủ đề tìm kiếm nóng số 1 trên Weibo và Baidu, đã gây ra những cuộc thảo luận giữa cư dân mạng. Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 15:34 ngày thứ Sáu tại quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, tại tọa độ 40,14 độ Vĩ Bắc, 116,48 độ Kinh Đông vào lúc 15:34 ngày thứ Sáu, có tâm chấn 17 km. Trận động đất được cảm nhận ở các quận Triều Dương, Hải Điến và Trường Bình của Bắc Kinh. Cư dân mạng ở Bắc Kinh đang thảo luận, điều đó rất rõ ràng. Khi tôi nằm trên giường, tôi chỉ cảm thấy tòa nhà văn phòng rung chuyển. Tôi nghĩ đó là sự cộng hưởng. Chúng tôi đang họp trực tuyến thì bàn đột nhiên rung chuyển. Tôi đang tự hỏi ai có thể chán nản và run chân trong cuộc họp. Khi tôi quay lại và không thấy ai xung quanh, tôi đoán đó là một trận động đất. Tôi mở Weibo và hóa ra là sự thật. Nhiều cư dân mạng Bắc Kinh cũng cho biết tôi không cảm nhận được. Động đất tương đối hiếm ở Bắc Kinh, động đất là điều hiển nhiên. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, tổng cộng 8 trận động đất có cường độ từ 3 độ trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn trong 5 năm qua. Trước đó, một trận động đất có cường độ 4,6 độ Richter xảy ra gần huyện Bách Chu, tỉnh Katga, Tân Cương có tâm chấn sâu 10 km. Tối thứ Tư tuần trước, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất gần quận Phổ Lâm Điếm, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Một trận động đất có cường độ 4,6 độ Richter, tâm chấn 8 km và trận thứ hai là dư chấn mạnh 2,8 độ Richter. Với tâm chấn 2,8 độ Richter, độ sâu tâm chấn là 10 km. Hôm thứ Bảy, một trận động đất khác mạnh 4,2 độ Richter đã xảy ra ở quận Thạch Trung, thành phố Hà Giang, Tứ Xuyên, có tâm chấn sâu 8 km. Trước đó một ngày, 3 trận động đất liên tiếp đã xảy ra ở thành phố Nội Giang. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở miền Nam Đài Loan vào sáng sớm ngày hôm kia. Thống kê từ thảm họa động đất, Trung tâm ứng phó của Sở Cứu hỏa Chính quyền thành phố Đài Nam cho biết, tính đến 12 giờ trưa ngày 26 tháng 9, tổng số người thiệt mạng đã lên tới 41 người, trong đó có 39 người chết trong tòa nhà vệ quan và 109 người mất tích chờ được giải cứu. Theo thống kê của Trung tâm ứng phó, tính đến 12 giờ trưa, thành phố Đài Nam có 497 bệnh nhân bị thương, 346 người trong số đó đã tự tìm cách điều trị y tế và 406 người trong số đó đã được xuất viện. Số người chết là 41 người. Báo cáo về thảm họa động đất mới nhất của Sở Cứu hỏa Bộ Nội vụ cũng chỉ ra, một nam thanh niên 15 tuổi tử vong trên tầng 16 tòa nhà G của vệ quan Kim Long khu 2. Quý vị thân mến, dự báo thời tiết của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn và lũ quét có thể xảy ra ở một số tỉnh trong 2 ngày tới. Với những trận mưa như chút nước tiếp tục có khả năng tàn phá khắp Trung Quốc, mưa lớn và lũ lụt đã tấn công nhiều nơi ở Trung Quốc, trong đó mưa lớn đạt mức cao kỷ lục ở Hồ Nam, hàng ngàn người phải sơ tán. Theo Reuters, ngày 26 tháng 9, Sang Chi, Thạch Môn, quận Vĩnh Thuận và thành phố Trương Gia Giới đã hứng chịu mưa lớn vào cuối tuần qua. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tại Sang Chi ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong năm nay, với lượng mưa tối đa lên tới 256mm từ thứ Bảy đến Chủ nhật. Đây là đợt mưa trên diện rộng và diện rộng nhất ở khu vực Sang Chi kể từ năm 1998. Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều tuần mưa và lũ lụt trong mùa hè ẩm ướt bất thường. Vào cuối tháng trước, các cơn bão do bão số 4 mang lại đã mang đến lượng mưa kỷ lục cho Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, trong đó Bắc Kinh hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm. Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát lũ lụt khi cơn bão số 9 đi qua Biển Đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông sớm nhất là vào thứ Sáu tuần này. Cục Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức hội nghị video vào thứ Bảy tuần trước để cảnh báo lượng mưa lớn ở nhiều nơi trên cả nước có thể gây ra thảm họa địa chất như lũ quét và lũ lụt ở một số sông vừa và nhỏ. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết đường đi của bão số 9 cũng không chắc chắn, nhưng nó sẽ mang lại lượng mưa lớn cho các khu vực ven biển như Phúc Kiến và Chiết Giang từ thứ Tư đến thứ Sáu. Thưa quý vị, lũ lụt hoành hành ở nhiều nơi ở Trung Quốc, Tập Cận Bình không xuất hiện tại các vùng bị thiên tai, đặt ra nghi vấn. Vào thời điểm này, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc đang loạt bài yêu cầu đảng viên, cán bộ đi đầu làm gương khi đối mặt với thử thách, bị cáo buộc là tay xã hội đen cấp cao chống lại Tập Cận Bình. Vào tuần trước, một trận lũ quét đã xảy ra ở huyện Thượng Lâm, Nam Ninh, Quảng Tây và mực nước của con suối gần trang trại địa phương dâng cao nhanh chóng. Video đăng tải trên mạng cho thấy lũ bất ngờ ập tới, vị trí các du khách vội vàng bỏ chạy, những người khác chạy trốn bằng xe máy.
Ngày hôm đó, các tuyến đường ở đô thị Ngô Châu, Quảng Tây cũng bị ngập. Nhiều phương tiện chìm trong nước, lở đất ở Hồ Bắc khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ sập đá bất ngờ xảy ra trên đường Bình Đá, huyện Tinh Sơn, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, tông vào một chiếc xe tải nhỏ đi ngang qua. Toàn bộ 7 người trong xe đều thiệt mạng. Theo người trong cuộc, trước khi xảy ra vụ việc không có mưa. Các nạn nhân của thảm họa lũ lụt tụ tập phản đối việc chính quyền triển khai cảnh sát để trấn áp tình hình và các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa hai bên. Vừa qua, để bảo vệ Bắc Kinh và tân khu Hùng An, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ quy mô lớn và không báo trước, khiến nhiều nơi ở Hà Bắc bị ngập lụt, gây thương vong lớn và tổn thất nặng nề. Hai tuần sau lũ lụt, chính quyền vẫn chưa công bố gói bồi thường. Gần đây, một lượng lớn người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã đến chính quyền địa phương để biểu tình và bị đàn áp. Đụng độ đã nổ ra giữa hai bên và một số người biểu tình đã bị cảnh sát bắt đi. Các quan chức đảng công bố kế hoạch bồi thường lũ lụt là 30 nhân dân tệ mỗi người. Gần đây, sau lũ lụt trên đất liền, tại một số khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các quan chức cuối cùng cũng hứa sẽ bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng. Đoạn video được lan truyền rộng rãi, gây ra sự chế giễu trong cộng đồng mạng. Một số cư dân mạng mỉa mai, thư ký nghiến răng và đưa ra một quyết định khó khăn. 30 nhân dân tệ, nhiều quá tôi không thể tiêu hết được. Bắt đầu từ đầu tuần trước, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng các bài viết trong 2 ngày liên tiếp yêu cầu các đảng viên và cán bộ đi đầu trong việc đối mặt với thách thức. Ông cũng trích Kinh Thánh, nói rằng cái gọi là đất nước đang gặp nạn, triều đình nên nêu gương và dẫn dắt bằng gương mẫu. Tuy nhiên, dư luận đã thay đổi sau khi bài báo được xuất bản. Một số người cho rằng đây rõ ràng là sự bóng gió về việc Tập Cận Bình lựa chọn nằm xuống khi lũ đang hoành hành, trong khi một số người khác lại chỉ ra rằng đây thực sự là cái nồi không thể mở được. Thảm họa xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc đại lục. Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến ít nhất 17 người thương vong. Lốc xoáy tấn công Giang Tô khiến 17 người thương vong. Người dân gào thét kinh hoàng. Khoảng 16 giờ ngày Chủ nhật tuần qua, thị trấn phía Nam huyện Đại Phong, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô hứng chịu lốc xoáy, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Lốc xoáy đi đến đâu, cát đá bay tứ tung, cư dân mạng gọi đó là điều đáng sợ. Các quan chức cho biết cơn lốc xoáy đã khiến 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, nhưng chưa rõ con số thương vong thực sự. Kính thưa quý vị, Hồng Kông hứng chịu trận mưa lớn kỷ lục một lần kể từ ngày 25 tháng 9. Sở cứu hỏa Hồng Kông tìm thấy 2 người đàn ông trôi nổi trên biển ở vịnh Causeway và Siêu Wan. Họ đã chết sau khi giải cứu và một người khác đang mất tích. Khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 9, Sở cứu hỏa Hồng Kông tìm thấy một người đàn ông trôi nổi trên biển gần nơi trú ẩn bão vịnh Causeway. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu người đàn ông này và đưa đến bệnh viện Rutongji để cứu hộ, sau đó được xác nhận đã tử vong. Khoảng 11 giờ, một người dân trình báo có vật thể nghi là hình người trôi nổi trên biển gần trung tâm Sun Tak ở Siung Wan. Cách bờ khoảng 10 mét, lính cứu hỏa đã giải cứu một người đàn ông sau khi đến hiện trường, nhưng anh ta cũng đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện. Cơ quan quản lý bệnh viện Hồng Kông cho biết, tính đến 2 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 9, 117 người bị thương do mưa lớn và phải điều trị y tế tại khoa cấp cứu của bệnh viện công, trong đó 4 người bị thương nặng và 32 người trong tình trạng ổn định. Đường Bính Cường, Bộ trưởng An ninh của Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết, trong số 4 người bị thương nặng, có 2 người bị thương do tai nạn giao thông và 2 người bị thương do té ngã. Sáng sớm ngày thứ 6, khu đô thị Sán Vĩ trời có gió và mưa. Cổng sắt của bến phà Trung Sơn có tấm thông báo đình chỉ nền đỏ chữ vàng. Khách du lịch đền thờ tổ tiên Phòng Sơn gần đó khu vực cũng đã tạm dừng hoạt động. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, nơi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9, dự kiến từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 2, hầu hết các tỉnh Quảng Đông, Nam Phúc Kiến, Nam Quảng Tây, Hải Nam và các nơi khác sẽ có mưa lớn đến mưa rất lớn, với lượng mưa tích lũy khoảng từ 60 đến 120mm. Có mưa bão lớn ở một số vùng phía Đông Nam Phúc Kiến, Duyên Hải miền Trung Quảng Đông và Đông Nam Quảng Tây, lượng mưa tích lũy trên toàn khu vực 150 đến 240mm, có nơi lượng mưa cục bộ trên 250mm. Có thể là cường độ mưa ngắn hạn vượt mức 80mm/h. Lũ lụt vượt mức cảnh báo có thể xảy ra ở sông Cửu Long thuộc tỉnh Phúc Kiến và sông Hán Giang ở tỉnh Quảng Đông, ở những vùng có mưa lớn, và lũ vượt mức cảnh báo có thể xảy ra ở một số sông vừa và nhỏ. Được biết, Bộ Thủy lợi đã cử 2 đoàn công tác ở Phúc Kiến và Quảng Đông để hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác phòng chống bão lũ. Và lúc 15 giờ ngày thứ 6, Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang của Bộ Tài nguyên nước đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt lên cấp 2, cử một đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất và kêu gọi chính quyền địa phương củng cố trách nhiệm phòng chống lũ lụt.
Sở Tài nguyên nước tỉnh Phúc Kiến đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt lên cấp 2 vào lúc 12 giờ ngày thứ Năm. 3.611 hồ chứa và 2.329 đê điều của tỉnh đã có trách nhiệm đến từng người tại chỗ. Các hồ chứa đã được giải tỏa trước thời hạn và các biện pháp kiểm soát lũ khẩn cấp đã được thực hiện. Vào lúc 8 giờ ngày thứ Sáu, Sở Tài nguyên nước tỉnh Quảng Đông đã nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt và bão lên cấp 1. Tiến hành tìm kiếm và phân tích chuyên sâu các điểm rủi ro tiềm ẩn cũng như các biện pháp xử lý đề xuất, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai các đội cứu hộ, trang thiết bị, vật tư được chuẩn bị trước. Các hồ chứa lớn và vừa trên toàn tỉnh đã xuống dưới mực nước lũ hạn chế. Sở Tài nguyên nước tỉnh Hải Nam đã tổ chức khảo sát nguy cơ kiểm soát lũ lụt trên toàn bộ 1.101 hồ chứa trong tỉnh. Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây đã thực hiện nhiều công tác chuẩn bị phòng thủ một cách có trật tự. Sau khi lũ lụt bùng phát ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, miền Nam Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những mối đe dọa. Siêu bão số 9 đang tiến vào Quảng Đông, nhiều nơi ở Mai Châu hứng chịu lũ lụt vào ngày 25 tháng 9. Bão số 9 đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông và Phúc Kiến vào ngày thứ Sáu, thậm chí có thể hình thành tình trạng 3 cơn bão. Theo truyền thông Quảng Đông đưa tin, tối ngày thứ Ba, mưa lớn đã xảy ra ở Mai Châu, Quảng Đông, lũ lụt xảy ra nhiều nơi trong thành phố ngập trong nước. Một chiếc xe chở 4 người ở huyện Ngô Hòa bị lao xuống sông và một người đã được cứu. Trang tin Thời tiết Quảng Đông tối ngày 25 tháng 9 đưa tin, tâm bão số 9 năm nay nằm trên biển cách Huệ Lai, Quảng Đông khoảng 485 km về phía đông nam. Có thông tin cho rằng bão số 9 sắp di chuyển vào phía đông bắc Biển Đông và dần dần tiếp cận bờ biển từ phía đông Quảng Đông đến phía nam Phúc Kiến. Có khả năng sẽ đổ bộ dọc theo biển Huệ Lai, Quảng Đông và Hồng Kông. Trong ngày thứ Sáu, cấp bão mạnh hoặc cấp siêu bão cũng có thể di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam ở vùng biển ven bờ phía đông Quảng Đông. Sẽ có gió mạnh và mưa lớn ở khu vực biển và ven biển phía đông nam Trung Quốc trong 3 ngày tới. Ngoài sự tồn tại của bão số 9 và bão số 11 ở Tây Bắc Thái Bình Dương, cả hai đều đang tiến vào Trung Quốc. CCTV News dẫn lời giới chuyên gia vào tối ngày 25 tháng 9 cho rằng một cơn bão mới có thể hình thành ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hai ngày tiếp theo hình thành một cơn bão khác, tình hình sẽ là 3 cơn bão. Đồng thời, sau lũ lụt ở Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc, Giang Tô, Hồ Nam, Chiết Giang và các tỉnh khác gần đây đã hứng chịu mưa bão và lũ lụt lớn. Hôm thứ Hai, 8 tỉnh trong đó có Hắc Long Giang tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão xanh, đợt thách thức lũ lụt mới ập đến. Thông tin từ cơ quan khí tượng cho thấy, do ảnh hưởng của xoáy lạnh Đông Bắc, khu vực Đông Bắc Trung Quốc, miền Trung và Bắc Bắc Trung Quốc, miền Đông Trung Quốc trong 3 ngày tới sẽ có mưa dông kèm theo mưa vừa đến to ở các địa phương. Các khu vực nêu trên kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió mạnh hoặc mưa đá. Kể từ cuối tháng trước, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra ở miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bị thẩm vấn về việc xả lũ để bảo vệ Bắc Kinh và Tân Khu Hùng An, khiến nhiều người ở Hà Bắc bị ngập trong đêm và hàng nghìn người dân phải chịu cảnh ngập lụt trong đêm. Sự bất bình và biểu tình của người dân đã nổ ra ở nhiều nơi về các vấn đề như chính thức xả lũ không báo trước, tuyên truyền sai sự thật, đền bù vô lý. Ngoài ra, tuần trước, lũ quét còn xảy ra ở huyện Tuấn Dương, tỉnh Lương Sơn, Tứ Xuyên. Theo tin tức ngày thứ Tư cho biết, khi xảy ra sự cố có 201 người có mặt tại công trường xây dựng đường cao tốc địa phương ven sông, lũ quét khiến 4 người chết và 48 người mất tích. Vì sự việc diễn ra quá lâu nên nhiều cư dân mạng cho rằng 48 người mất tích còn lại khó có khả năng sống sót. Một số cư dân mạng tiết lộ địa phương trước đó đã biết số lượng lớn người mất tích nhưng đã dập tắt tin tức này. Thưa quý vị, sáng sớm ngày thứ Bảy, bão Sula, cơn bão số 9 trong năm nay đổ bộ vào Chu Hải, Quảng Đông, sau đó đổ bộ vào đảo Hai Linh ở Dương Giang, Quảng Đông vào buổi chiều. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông ngày thứ Bảy cho biết, vào khoảng 13 giờ 50 phút cùng ngày, bão số 9 lại đổ bộ vào đảo Hà Linh ở Dương Giang, Quảng Đông. Khi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm là 10 độ Richter. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày thứ Bảy, bão số 9 đã đổ bộ vào quận Kim Loan, dọc bờ biển phía nam Chu Hải, Quảng Đông, với sức gió trung tâm đạt cấp 14 sau khi đổ bộ vào đất liền. Bão số 9 suy yếu từ cấp bão mạnh xuống cấp bão cuồng phong. Cư dân mạng Quảng Đông cho rằng cơn bão vào ra qua cổng thành và có chuyến lưu diễn hòa nhạc không. Chiều ngày 25 tháng 9 đi làm về sớm mà vẫn chưa dám ra ngoài, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin,
Cục An toàn Hàng hải Trạm Giang của tỉnh Quảng Đông tuyên bố rằng do bão số 9 có khả năng đổ bộ vào Trạm Giang dưới dạng bão nhiệt đới vào khoảng sáng ngày Chủ nhật. Trạm Giang hiện đã kích hoạt một ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 đối với bão nhiệt đới. Đài quan sát khí tượng Trung ương Đại lục dự đoán từ 2 giờ chiều ngày thứ Bảy đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, dưới ảnh hưởng của bão số 9 Tây Bắc Biển Đông, phía Đông Vịnh Bắc Bộ, eo biển Kinh Châu, bờ biển miền Trung và miền Tây Quảng Đông, bờ biển phía Nam Quảng Tây, bờ biển phía Bắc Hải Nam và cửa sông Châu Giang, Hồng Kông và Ma Cao sẽ có gió mạnh cấp 6, 8 và giật cấp 9, 10. Sức gió trên mặt biển hoặc khu vực gần tâm bão số 9 là 11, 12 cấp. Gió giật 13, 14 cấp. Ngoài ra, tỉnh Phúc Kiến còn hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9. Tờ tin tức Bắc Kinh ngày thứ Bảy đưa tin mưa lớn đã đổ xuống nhiều nơi ở Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến vào ngày thứ Sáu. Nhà cửa của người dân bị ngập, đất nông nghiệp bị ngập, một số đoạn đường nước lũ ngập tới tận bụng người, một số nhà trọ thậm chí còn bị cuốn trôi. Theo đài quan sát khí tượng Trương Châu, vào ngày thứ Bảy ở Trương Châu vẫn còn mưa to đến nặng hạt. Thưa quý vị, những ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi ở Quảng Đông, phá kỷ lục khí tượng địa phương, một số hồ chứa ở Thâm Quyến đã bắt đầu xả nước lũ và một số khu vực đã tích tụ nước sâu tới 2-3 mét. Bão đi đến đâu là nhà sập, mất điện, đường xá sụp đổ, mọi thứ đều bị tàn phá. Người dân địa phương háo hức kêu gọi sự giúp đỡ trực tuyến, nhưng hiện tại hầu hết họ đều cố gắng tự cứu mình và chưa có biện pháp giải cứu cụ thể chính thức nào. Theo truyền thông đại lục đưa tin, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Sáu, miền Đông Quảng Tây và đồng bằng sông Châu Giang đã hứng chịu những đợt mưa lớn từ mưa to đến mưa rất to và mưa lớn cục bộ, trong đó có thị trấn Cao Đản, Huệ Đông, quận Huệ Châu ghi nhận lượng mưa tối đa của tỉnh là 1.034,4mm, phá kỷ lục lịch sử. Lũ lụt hoành hành ở Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Đồng Quảng, Trung Sơn và những nơi khác khiến mực nước nhiều con sông như sông Lạc Hà và sông Liên Giang dâng cao nhanh chóng, dẫn đến lũ lụt vượt mức cảnh báo. Trong đó, mực nước đoạn sông Thông Ngô thuộc quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, thông Liên Giang lúc 19 giờ là 16,11m, vượt mực nước đo cao nhất trong lịch sử. Từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 15 giờ ngày thứ Tư, thành phố Sán Đầu cũng xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa trung bình toàn thành phố là 163mm. Trong số đó, lượng mưa ở một số khu vực thuộc quận Triều Dương và Triều Nam thậm chí còn lên tới hơn 200mm. Lượng mưa lớn nhất của thành phố là 360mm tại thị trấn Tây Thành, quận Triều Nam. Trong số đó, Phú Ninh đã bị ngập lụt suốt 24 giờ và thị trấn Trạng Long đã trở thành một quốc gia đầm lầy. Kể từ đêm ngày thứ Ba, 19 hồ chứa nước ở Thâm Quyến lần lượt xả lũ. Blog chính thức của Cục Khí tượng Thâm Quyến cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi Thâm Quyến có hồ sơ lịch sử khí tượng cho thấy có mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ trong 2 ngày liên tiếp. Trong số đó, lượng mưa 24 giờ ở Buji, quận Long Cương đạt 414,1mm, vượt mức cực trị kể từ tháng 8 năm 1952. Nhiều người dân địa phương đã đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp trên Internet. Xin hãy chuyển tiếp loại tin tức này. Một số tin tức liên quan đã bị chặn với thế giới bên ngoài, chính vì vấn đề tham nhũng trong quản lý thoát nước mà lũ lụt đã xảy ra. Đội cứu hộ tự tổ chức đã chiến đấu gần 24 giờ đồng hồ, yêu cầu lực lượng cứu hộ từ bên ngoài tiếp viện càng sớm càng tốt, dù sao nguồn cung cấp có hạn, xin các bạn làm ơn. Ngày 25 tháng 9, một cơn mưa đã làm ngập toàn bộ Sán Đầu, 1/3 trong số đó đã ngập đến nóc nhà. Nhưng từ ngày hôm qua không có tin tức gì. Theo báo cáo, những vấn đề tầm thường liên quan đến những người nổi tiếng khác đang được tìm kiếm sôi nổi. Một thành phố bị ngập lụt mà không ai quan tâm đến nó. Thật đau lòng, mới đây mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến người dân 26 tỉnh. Việc xả lũ đồng thời ở thượng nguồn sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đã khiến tình hình thiên tai trở nên trầm trọng hơn. Vào ngày 1 tháng 9, Chúa lại nổi giận và mưa lớn, sông bão, mưa đá, lũ quét lở đất đều đổ bộ vào Trung Quốc. Vừa qua, mưa lớn liên tục ở Kỳ Vạn, Trùng Khánh đã gây lở đất. Lở đất đã chặn đường cao tốc Trong Hui – Quang Sen ở đoạn Kỳ Vạn thuộc đường cao tốc Vành Đai 3 S010 của Trùng Khánh, làm gián đoạn giao thông hai chiều. Những trận lở đất mạnh đến mức mọi thứ họ đi qua đều bị cuốn đi. Đoạn video trực tiếp cho thấy nước mưa cuốn theo một lượng lớn cát trượt xuống núi lao xuống đường, lan can giữa đường bị trực tiếp đẩy xuống nhấn chìm. Một số cư dân mạng cho rằng khi trời nổi giận đã xảy ra bão dữ dội ở Trùng Khánh và Bắc Kinh, mưa lớn ở Trùng Khánh gây lở đất mạnh kinh hoàng.
theo trạm quan trắc thủy văn Trùng Khánh, do ảnh hưởng của mưa lớn, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn km 16 cộng 400m thuộc đoạn K1 của đường cao tốc vành đai 3 Trùng Khánh S0101 theo hướng từ Thông Hội đến Vạn Sinh với diện tích lở đất khoảng 10.000m2. Gần đây, nhiều nơi ở Trùng Khánh xảy ra những trận mưa xối xả liên tục, đất ở một số vùng bị bão hòa, dễ xảy ra các thảm họa địa chất như lở núi, lở đất. Trên mạng đưa tin, cộng đồng Vịnh San Hô Trùng Khánh 2 đã nhận được thông báo từ Cục Tài sản yêu cầu chuẩn bị phòng chống lũ lụt dưới tầng 4. Ước tính mực nước lũ năm nay sẽ lên tới khoảng 193 mét khối vào năm 1981. Ngoài mưa liên tục trên toàn lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoàng Hà đã bước vào mùa lũ. Hồ chứa Seong Dang Ji ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã bắt đầu xả lũ với tốc độ 5.520 m khối trên giây vào 2 ngày trước. Xả lũ ngày 25 tháng 9 gia tăng, lũ tràn về phía Nam làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Chiều cùng ngày, mực nước trạm thủy văn thành phố Lan Tây thượng nguồn sông Tiền Đường đã chạm mức nước cảnh báo 28m. Đêm đó, cơ quan chức năng khẩn trương thông báo lũ số 1 trên địa bàn thành phố sông Tiền Đường năm nay đã hình thành và kích hoạt báo động khẩn cấp cấp 4. Bị ảnh hưởng bởi đợt xả lũ, thành phố Nghi Sương cách đập Tam Hiệp 40 km về phía hạ lưu đã bị nhấn chìm ở nhiều nơi kể từ 3 ngày trước và gần như toàn bộ thành phố chìm trong nước. Thành cổ Phượng Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam đã biến thành một vùng đầm lầy. Những con đường của thành cổ xinh đẹp ngày xưa ngập nước đi lại rất khó khăn. Nhiều nơi trong nội thành ngập sâu đến thắt lưng, nhiều ô tô chết máy bị ngập trên đường phố. Người dân địa phương cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất trong khu vực trong vòng 50 năm qua và gây thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo chính thức, mưa xối xả có thể không ngừng, dự đoán có thể kéo dài ít nhất 10 ngày. Các vành đai mưa chính là từ lưu vực Tứ Xuyên đến các khu vực Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và phía Bắc Giang Nam. Cần chú ý đến thời tiết đối lưu mạnh ở địa phương như dông bão, gió mạnh. Đài quan sát khí tượng Trung ương sẽ tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 6 giờ ngày 25 tháng 9. Mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở một số khu vực phía Nam lưu vực Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, hầu hết Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây và trung tâm Hồ Nam, các khu vực miền Trung Nội Mông, miền Đông Sơn Tây, miền Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy sẽ có từ 8 đến 10 cơn dông kèm theo gió mạnh hoặc mưa đá. Các khu vực phía Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn từ 30 đến 50mm. Trong 2 ngày tới, rủi ro khí tượng lũ quét và thảm họa địa chất ở phía Đông Nam Trùng Khánh, Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Tây Quý Châu sẽ ở mức cao, đồng thời rủi ro khí tượng về lũ siêu cảnh báo trên các sông cũng sẽ tương đối cao. Ngoài ra, những ngày gần đây, khu vực Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác cũng sẽ có đợt mưa. Một số khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc sẽ có mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh. Bão Hai Cùi, bão số 11 đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm thứ Ba sau khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc. Tin bão mới nhất của China Daily cho hay, tới ngày thứ Tư, bão số 11 đã khiến 2 người chết và 1 người mất tích. Một xe cứu hỏa ở huyện Vĩnh Thái, tỉnh Phúc Kiến bị nước lũ cuốn trôi trong quá trình cứu hộ chở 9 người. Tính đến sáng thứ Tư, có 8 người đã được tìm thấy, trong đó có 2 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 1 người mất tích. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán huyện Vĩnh Thái, giới chức Trung Quốc đang phát cảnh báo về tác động kéo dài của bão số 11 ở một số khu vực. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý, bão Hai Cùi, bão số 11 sẽ tiếp tục mang gió mạnh và mưa lớn đến các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc, trong đó có các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây và Hồ Nam. Dự báo, những khu vực này sẽ có mưa lớn kéo dài, với khả năng mưa xối xả ở các khu vực ven biển. Tin bão mới nhất của weather.com.cn cảnh báo, việc bão Hai Cùi di chuyển chậm làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài và lượng mưa ở một số vùng của Phúc Kiến có thể phá kỷ lục của địa phương trong cùng kỳ. Bão Hai Cùi, cơn bão thứ 11 ở Trung Quốc trong năm nay đổ bộ vào khu vực ven biển huyện Đông Sơn của Phúc Kiến vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ Ba, mang theo gió giật lên tới 72 km/h ở gần tâm bão. Do ảnh hưởng của bão số 11, Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến ghi nhận lượng mưa lớn từ 6 giờ sáng ngày thứ Hai đến 6 giờ sáng thứ Ba, trong khi lượng mưa trong 24 giờ ở những khu vực như Vĩnh Thái vượt quá 300 mm. Tin bão mới nhất của Reuters cho hay,
hoàn lưu bão Haikui đổ bộ vào Đông Nam Trung Quốc sáng thứ Tư gây lũ lụt và ngập úng, buộc các thành phố ở tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Theo các quan chức thời tiết, lượng mưa ở Phúc Châu đã phá kỷ lục 12 năm và khiến 49 hồ chứa nước vượt quá sức chứa. Hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại. Gần 4.195 hectare đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại 552 triệu nhân dân tệ, khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Theo Reuters thông tin, theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nước lũ tràn xuống đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía Nam cuốn trôi xe máy, thùng rác khiến ô tô mắc kẹt. Phúc Châu đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 554mm hôm thứ Ba, với lượng mưa kỷ lục hàng giờ gần 150mm. Lượng mưa này vượt kỷ lục mà bão số 4 gây ra khi cơn bão này quét qua Phúc Kiến, gây lũ lụt và thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Đầu tuần này, Phúc Châu đóng cửa các tuyến tàu điện ngầm và đình chỉ dịch vụ tàu hỏa, trong khi các trường học đóng cửa. Lũ lụt xảy ra tại nhiều thành phố ở Phúc Kiến cho thấy năng lực của hệ thống thoát nước đô thị và các cơ sở hạ tầng khác còn nhiều vấn đề phải xử lý. Tờ The Paper dẫn lời quan chức Phúc Kiến, ông Trần Văn Dung. Ông Trần cho biết cần phải giải quyết tình trạng ngập úng ở cả những thành phố cũ và khu đô thị mới. Phủ Điền và Tuyền Châu nằm trong số 6 thành phố ở Phúc Kiến được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi những khu vực có khả năng ảnh hưởng bởi lũ nặng nề. Mưa lớn dự kiến kéo dài đến ngày 26 tháng 9 ở các khu vực trung tâm và phía nam tỉnh Phúc Kiến, nơi cơn bão số 11 đổ bộ vào sáng thứ Ba. Sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão số 11 đã suy yếu và giảm cấp thành bão nhiệt đới. Mưa dữ dội do hoàn lưu bão số 11 trút xuống miền Đông Nam Trung Quốc ngày thứ Tư gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão số 4. Theo Reuters, lũ lụt và ngập úng buộc các thành phố ở tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Các quan chức thời tiết cho biết lượng mưa đã phá vỡ kỷ lục 12 năm ở thủ phủ tỉnh Phúc Châu, khiến 49 hồ chứa vượt qua giới hạn lũ. Hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại và gần 4.195 hectare đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại tới 552 triệu nhân dân tệ, khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, nước lũ tràn xuống các đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía Nam, cuốn trôi xe máy, đồ đạc, thùng rác. Các phương tiện truyền thông đăng tải hình ảnh cho thấy ô tô bị nhấn chìm trong nước, đường phố biến thành sông, thậm chí có người bơi trong nước lũ, các cửa hàng và căn hộ bị bỏ hoang. Các vụ lở đất tồi tệ, bản tin dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho hay, Phúc Châu hứng chịu lượng mưa tích lũy lên tới 554mm. Với lượng mưa kỷ lục hàng giờ gần 150mm, theo truyền thông Trung Quốc, con số này đã vượt qua lượng mưa do bão số 4 mang lại, vốn quét qua Phúc Kiến, gây lũ lụt và thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Phúc Châu đóng cửa các tuyến tàu điện ngầm và đình chỉ dịch vụ tàu hỏa, trong khi các trường học đóng cửa ngày thứ Hai. Lũ lụt đã tấn công nhiều thành phố ở Phúc Kiến, cho thấy sự mong manh của hệ thống thoát nước đô thị và các cơ sở hạ tầng khác. Tờ The Paper dẫn lời một quan chức tỉnh, Trần Văn Dung cho biết. Trần Văn Dung nói cần phải giải quyết tình trạng ngập úng ở cả thành phố cũ và khu đô thị mới. Phủ Điền và Tuyền Châu nằm trong số 6 thành phố khác ở Phúc Kiến được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất. Chính quyền tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 9 ở các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh, nơi bão Haikui đổ bộ sớm vào ngày 5 tháng 9 trước khi suy yếu và giảm cấp. Do hoàn lưu bão số 11, mưa lớn xối xả bất ngờ trút xuống Hồng Kông, Trung Quốc đêm ngày 25 tháng 9, gây lũ lụt nghiêm trọng trong trận đại hồng thủy tồi tệ. Theo SCMP đưa tin, cơ quan dự báo thời tiết đã phát cảnh báo mưa bão màu đen, mức cao nhất. Chính quyền Hồng Kông thông báo trước 6 giờ ngày 26 tháng 9 rằng các trường học cả ngày sẽ đóng cửa trong ngày, đồng thời kêu gọi người sử dụng lao động ưu tiên an toàn cho nhân viên và áp dụng các biện pháp sắp xếp công việc hợp lý và linh hoạt theo cảnh báo bão cấp 8 trong thang 10 cấp. Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường phố Hồng Kông biến thành sông chảy xiết và người dân bị cuốn vào lũ lụt khắp thành phố, trong khi một clip cho thấy cảnh ga tàu điện ngầm ngập trong nước. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cho hay, lượng mưa 158mm đã trút xuống trong khoảng thời gian từ 23 đến 24 giờ là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ khi dữ liệu được bắt đầu lưu vào năm 1884. Tại Cửu Long và Tân Giới,
lượng mưa hơn 200mm được ghi nhận từ 18 đến 24 giờ. Cảnh báo màu đen biểu thị rằng lượng mưa vượt quá 70mm một giờ được đưa ra lúc 23 giờ 05 phút lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021, thay thế cho cảnh báo đỏ được đưa ra vào lúc 21 giờ 50 phút. Cảnh báo màu hổ phách, mức thấp nhất trong hệ thống 3 cấp được đưa ra chỉ 25 phút trước đó. Đài quan sát cho biết mưa lớn đặc biệt ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc của Tân Giới, bao gồm Thượng Thủy, Đại Quế Linh và khu vực Sa Đầu Giác. Cơ quan này cảnh báo mưa lớn đã và có thể tiếp tục gây ngập lụt đường bộ và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, KMB, Long Winbus và Citybus tạm dừng tất cả các chuyến xe buýt qua đêm để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài xế. Trong một bài đăng trên Facebook vào đầu giờ sáng, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu viết: "Tôi rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Hồng Kông." Ông kêu gọi người dân hãy ở nơi an toàn, đồng thời cho biết nhiều cơ quan chính quyền đang hành động để giải quyết tình hình ở những khu vực bị ảnh hưởng. Những trận mưa như chút nước bất ngờ gây ra lũ quét khắp thành phố, trong đó quận phía Đông cũng nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước tràn cả vào một chiếc xe buýt gần đường Sài Loan, nước ngập đến mắt cá chân bên trong chiếc xe hai tầng. Nhưng chiếc xe vẫn cố gắng vượt qua những con đường ngập nước mà không bị hỏng hóc. Các con đường ở Causeway Bay và Tin Hau cũng bị ngập, nước mưa tràn vào tòa nhà hai tầng gần Happy Valley. Mưa cũng tràn vào đường hầm Xuyên Quảng, một trong những tuyến đường huyết mạch giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long, buộc các phương tiện phải giảm tốc độ đáng kể khi di chuyển qua vùng nước sâu hàng cm. Ở phía đông Cửu Long, đường Lung Chiung gần Temple Mall ở sông Thai Sin bị ngập lụt nghiêm trọng. Một đoạn clip trực tuyến cho thấy một chiếc ô tô bị lũ cuốn ngược về phía sau ít nhất 10 mét. Lượng mưa kỷ lục gây lũ lụt ở Hồng Kông chỉ vài ngày sau khi thành phố tránh được thiệt hại lớn do siêu bão số 11. Đầu tuần này, bão số 11 đã tàn phá đảo Đài Loan, Trung Quốc trước khi vượt qua eo biển và đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục hôm thứ Ba. Đài quan sát Hồng Kông cho biết trận mưa kỷ lục gây trận đại hồng thủy mới nhất là do hoàn lưu bão Haiku gây ra. Mưa lớn cũng được báo cáo tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc. Theo các quan chức Hồng Kông, Thâm Quyến xả nước từ các hồ chứa dẫn đến lũ lụt ở các khu vực phía Bắc Hồng Kông. Miền Nam Trung Quốc đã bị hai cơn bão liên tiếp tấn công vào cuối tuần trước, bão số 9 và bão số 11, mặc dù Hồng Kông không bị bão đổ bộ trực tiếp. Hàng chục triệu người ở các khu vực ven biển đông dân cư ở miền Nam Trung Quốc đã trú ẩn trong nhà trước những cơn bão. Các chuyên gia cho biết, biến đổi khí hậu đã làm tăng cường độ của các cơn bão nhiệt đới với lượng mưa nhiều hơn và gió giật mạnh hơn, dẫn đến lũ quét và thiệt hại ven biển. Tính đến 14 giờ ngày Chủ nhật, hơn 9.300 hộ gia đình ở huyện Đài Đông và Hoa Liên bị mất điện. Theo nhà cung cấp điện Thai Power, công việc sửa chữa đang được tiến hành. Theo bản tin dự báo bão của CVKB, bão số 11 đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 7 km/h, với sức gió lên tới 155 km/h, giật trên 171 km/h. CVKB cho biết, Haikui là cơn bão đầu tiên trong 4 năm đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan và dự kiến sẽ mang theo lượng mưa lớn đến các khu vực phía Đông. Cơn bão lớn gần đây nhất tấn công Đài Loan là bão Bailu vào năm 2019, đổ bộ vào huyện Bình Đông trong thời gian ngắn vào cuối tháng trước. CVKB cảnh báo lượng mưa lớn từ bão số 11 có thể gây ra lũ quét và lở đất ở nhiều nơi trên Đài Loan. Huyện Hoa Liên, miền núi có thể chứng kiến tổng lượng mưa hơn 500mm. Trước đó, cơn bão được dự kiến sẽ đổ bộ gần Đài Đông ở phía Đông Nam vào khoảng 17 giờ ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Nhà dự báo của CVKB Liu Yuchi cho biết, bão số 11 dự kiến sẽ di chuyển vào eo biển Đài Loan trong đêm ngày Chủ nhật và sau đó giảm tốc độ, có nghĩa là vành đai của cơn bão có thể chỉ rời khỏi Đài Loan vào tối thứ Hai. Tính đến 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, hơn 2.800 cư dân ở 7 thành phố và huyện đã được sơ tán. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, ít nhất 86 người bị thương do một cơn bão khác là Sao La đổ bộ vào thành phố sau khi đi qua vùng đông bắc Philippines. Trong bản tin dự báo thời tiết ngày thứ Bảy, chính quyền Hồng Kông cho biết họ nhận được hơn 1.500 báo cáo về cây đổ, 21 trường hợp lũ lụt và 2 báo cáo về lở đất. Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và gián đoạn. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11, lượng mưa lớn liên tục ở Phúc Châu đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Cho đến nay, 147 thị trấn đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, với tổng số 51.000 người bị ảnh hưởng, trong đó có 36.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Tàu điện ngầm, xe buýt và tàu chở khách ở Phúc Châu bị đình chỉ hoạt động. Hôm thứ Ba, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn do bão Haikui mang lại, nước ngập nghiêm trọng đã xảy ra ở một số vùng trũng thấp ở Trương Châu và Ninh Đức, Phúc Kiến.
Sở Cứu hỏa Phúc Kiến ngay lập tức tổ chức lực lượng cứu hộ, khẩn trương chuyển những người bị mắc kẹt ra ngoài. Trong hình ảnh, lực lượng cứu hộ Trương Châu chuyển người bị mắc kẹt. Mưa lớn liên tục khiến hơn 80 nơi ở thành phố Phúc Châu ngập nước, buộc 36.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo bản tin của CCTV hôm thứ Tư, từ Cục Khí tượng Phúc Châu được biết rằng, sau khi cơn bão đổ bộ bị ảnh hưởng bởi mây mù phía sau cơn bão số 11, lượng mưa lớn liên tục ở Phúc Châu đã vượt qua mức cực đoan lịch sử. Theo thống kê, lượng mưa tích lũy từ 21 giờ đêm thứ Ba đến 5 giờ sáng thứ Tư trên địa bàn thành phố có 8 huyện, thành phố và 50 thị trấn, làng mạc có lượng mưa trên 100mm, trong đó có 7 huyện và 925 thị trấn, làng mạc có lượng mưa trên 250mm, trong đó cao nhất là 439,7mm tại thị trấn Cái Sơn, huyện Thương Sơn. So sánh với cơn bão Vua Rồng năm 2005, hôm thứ Ba, lượng mưa 3 giờ tại trạm khí tượng quốc gia Phúc Châu Vu Sơn đạt 203,1mm, lượng mưa 6 giờ đạt 240,4mm. Phá kỷ lục tối đa 3 giờ và 6 giờ kỷ lục lượng mưa của trạm Phúc Châu, kỷ lục ban đầu là cơn bão Long Vương năm 2005 vào ngày 2 tháng 10, lần lượt là 185,0mm và 192,7mm. Bản chất cực đoan của quá trình mưa lớn và thời gian ngắn này nổi bật hơn và mạnh hơn nhiều so với bão số 4. Ngoài ra, trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Phúc Châu cho biết 49 trong số 420 hồ chứa của thành phố đã vượt quá mức giới hạn lũ và các cảnh báo đã vượt quá mức ở Mỹ Tây, Đại Trương Tây và Ao Giang. Do mưa lớn kéo dài, cường độ cao, nước sông nội địa lớn, nước sông tràn và các nguyên nhân khác nhau, nên trong đô thị có hơn 80 điểm ngập nước, trong đó có 12 hầm chui. Độ sâu ngập tối đa của đường là 1,4m, độ sâu ngập tối đa dưới mặt đường là gần 4m. Cho đến nay, 147 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng số 51.272 người bị ảnh hưởng, trong đó có 36.026 người phải sơ tán khẩn cấp. Trên địa bàn thành phố có 63 khu dân cư bị ngập nặng, 44 bãi đỗ xe ngầm trong khu dân cư bị ngập, 4.194,65 ha đất nông nghiệp bị ngập, 170 đường bị hư hỏng, 919 ngôi nhà bị hư hỏng, 67 ngôi nhà bị sập, 125 đường dây điện bị hư hỏng, 85,4 km đường dây liên lạc bị hư hại và 21 trạm cơ sở liên lạc bị hư hại. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 552,1 triệu nhân dân tệ. Tàu điện ngầm, xe buýt và tàu khách ở Phúc Châu bị đình chỉ hoạt động. Theo Phúc Châu Metro đã đưa ra thông báo vận hành tàu điện ngầm vào lúc 6 giờ 06 phút ngày thứ Tư, trong đó nêu rõ do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nước đã ngập ở nhiều nơi xung quanh ga tàu điện ngầm. Để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân hành khách, bắt đầu từ 6 giờ 06 phút ngày thứ Tư, tất cả các ga tàu điện ngầm Phúc Châu sẽ tạm dừng hoạt động. Hành khách vui lòng chú ý đến tài khoản chính thức WeChat của Phúc Châu Metro, Weibo và các thông báo chính thức khác. Nếu điều kiện cho phép, tàu điện ngầm sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Theo tài khoản công khai WeChat mạng lưới Đông Nam, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến đường trong khu đô thị Phúc Châu đã tích tụ nước và không thể đi lại bình thường. Để đảm bảo an toàn đi lại cho hành khách, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày thứ Tư, Phúc Châu, khu vực thành thị, các tuyến xe buýt tạm dừng hoạt động, thời gian phục hồi cụ thể sẽ được thông báo riêng tùy theo tình hình giao thông đường bộ. Phúc Châu Railway Station đã đưa ra lời nhắc nhở vào hôm thứ Tư rằng do mưa lớn liên tục nên tất cả các chuyến tàu chở khách tại ga Phúc Châu sẽ tạm dừng trong ngày hôm nay. Bộ Đường sắt nhắc nhở hành khách có thể chú ý đến các thông báo phát sóng của nhà ga, tàu hoặc gọi đến đường dây nóng dịch vụ khách hàng để được giải đáp thắc mắc nhằm cập nhật thông tin chạy tàu mới nhất, tránh bị trễ hành trình. Tài khoản công khai WeChat phát hành vi Cảnh sát Giao thông Phúc Châu hôm thứ Tư thông báo rằng do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, hầu hết các con đường trong thành phố đều ngập nước. Cảnh sát Giao thông Phúc Châu nhắc nhở người dân, khi thời tiết xấu, những người không cần thiết không nên ra ngoài, các phương tiện không nên di chuyển trên đường. Theo CCTV, Sở Tài nguyên tỉnh Phúc Kiến và Cục Khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã phối hợp đưa ra cảnh báo đỏ về nguy cơ thảm họa khí tượng địa chất vào lúc 0 giờ 07 phút hôm thứ Tư. Từ 0 giờ ngày thứ Tư đến 0 giờ thứ Năm, các huyện Minh Hầu, huyện Vĩnh Đài, thành phố Phúc Thanh ở Phúc Châu và huyện Tây An ở Phù Điền đã đưa ra cảnh báo đỏ về hiểm họa địa chất và rủi ro khí tượng. Dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, tất cả các địa phương nên di rời dân ra khỏi các điểm nguy hiểm tiềm ẩn trong vùng có nguy cơ thiên tai địa chất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Quận Thương Sơn, Mã Vĩ, Tấn An, Liên Giang, Lạc Nguyên, Mân Thanh, Trường Lạc ở Phúc Châu, Thông An ở Hạ Môn, Trình Tương và Hàn Giang ở Phù Điền, Lạc Giang và An Tây ở Tuyền Châu, Vĩnh Xuân, Đức Hóa, thành phố Nam An, Trường Đài của Trương Châu, Hoa An, Giao Thành của Ninh Đức, Hạ Phố và thành phố Phúc An có cảnh báo màu cam về thảm họa địa chất và cảnh báo rủi ro khí tượng.
khả năng xảy ra thảm họa địa chất rất cao và phải túc trực, giám sát, kiểm tra và phòng ngừa, tổ chức kịp thời di chuyển người dân ra khỏi vùng tiềm ẩn thiên tai, vùng nguy hiểm theo quy định để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Tại 30 quận huyện, thành phố như quận Ngô Châu và Đài Giang ở Phúc Châu, Hải Thương, Di Mê và Tương An ở Hạ Môn, quận Lý Thần và Tú Ngọc ở Phù Điền, huyện Đại Điền và huyện Hữu Tây ở Nam Minh, quận Phong Trạch, quận Quảng An, Tuyền Châu, huyện Huy An, thành phố Tấn Giang, quận Tương Thành, quận Long Văn, quận Long Hải đã ban hành cảnh báo rủi ro khí tượng. Đối với thảm họa địa chất ở huyện Nam, huyện Chu Ninh và thành phố Phúc Định là cảnh báo màu vàng, thảm họa địa chất có nhiều khả năng xảy ra. Cần tăng cường giám sát các địa điểm nguy hiểm tiềm ẩn của thảm họa địa chất và giám sát các sườn dốc cao và miệng mương dễ xảy ra dòng chảy mạnh vụn. Cần tiến hành kiểm tra, ngăn chặn các khu vực thường xuyên xảy ra động đất. Nếu phát hiện có nguy cơ động đất thì phải thực hiện kịp thời các biện pháp phòng ngừa, phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các quận có lượng mưa lớn, quận Cảnh Tú của thành phố Bảo Định là 492mm, quận Liên Chi của thành phố Bảo Định là 484,3mm, quận Mang Chen của thành phố Bảo Định 477,3mm, quận Cảnh Hưng của thành phố Thạch Gia Trang 451,8mm và quận Trạm Hoàng của thành phố Thạch Gia Trang 440,7mm. Điểm mưa tối đa là 1.008,1mm ở Triệu Trang, Lương Gia Trang, huyện Lâm Thành. Các hệ thống sông Giang, sông Gia, sông Đại Khánh, sông Vịnh Định, sông Bắc Sơn đã nhận được hơn 400 triệu mét khối nước trong 3 ngày, đặc biệt là sông Juma, sông Vĩnh Định và sông Bắc Vân đã nhận được lượng nước lớn từ Bắc Kinh. Tổng cộng có 142 đợt lũ xảy ra trên dòng sông chính. Theo thống kê, tính đến 12 giờ ngày thứ 6, lượng mưa lớn đã khiến 540.703 người dân tại 87 quận huyện tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng. Trong đó, 9 người chết, 4 người ở thành phố Bảo Định, 5 người ở thành phố Hình Đài và 6 người mất tích, 2 người ở thành phố Bảo Định, 4 người thành phố Hình Đài do thiên tai gây ra vẫn đang được tìm kiếm. Tại đây, xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân không may mắn, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Để đối phó hiệu quả với lũ lụt do bão, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp mở 7 khu vực chứa và ngăn lũ là Ninh Tiến Bắc, Đại Lục, khu vực phân lũ sông Tiểu Kình, Lan Câu Bá, Đông Điền, Tiên Tiên, sông Vĩnh Định, toàn vùng có 847.400 người đã được chuyển đi. Thưa quý vị, sáng sớm ngày thứ Hai, trụ sở khẩn cấp quận Đại Đồng ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã tổ chức họp báo đầu tiên đưa tin về công tác cứu hộ và xử lý lũ quét. Theo báo cáo, thảm họa đã ảnh hưởng đến 1.517 hộ gia đình và 6.245 người tại 2 thị trấn, 6 ngôi làng, 17 người thiệt mạng, 20 người mất tích đã được giải cứu thành công và 17 người vẫn mất tích. Vào lúc 22 giờ 25 phút ngày Chủ nhật, Cục Khí tượng Tây Ninh và Cục Khí tượng huyện Đại Đồng đã đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ, kéo theo mưa lớn ở hầu hết các khu vực trong thành phố. Và khoảng 0 giờ ngày thứ Hai, lượng mưa lớn xảy ra ngay lập tức tại thị trấn Thanh Lâm và thị trấn Thanh Sơn của huyện Đại Đồng, gây ra lũ quét và lở đất, khiến các dòng sông đổi dòng và tràn bờ. Ở khu vực địa phương, nhiều dân làng kiếm sống bằng nghề chăn nuôi gia súc và cừu. Từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, dân làng vào núi chăn thả gia súc. Nhiều người dân chăn nuôi cho biết đồng cỏ cách làng khoảng vài km đến hơn chục km, họ thường vào núi mang theo lều, thức ăn. 3 đến 5 ngày mới về làng và không đi xuống núi cho đến mùa thu. Trong số các nạn nhân được công bố chính thức, có một số người là dân làng vào núi chăn thả gia súc. Có những người chăn nuôi trong làng đưa con vào núi chăn thả gia súc nhưng bị lũ cuốn trôi trong đêm và vẫn chưa liên lạc được. Sau trận lũ quét, chỉ còn lại 2 người chăn nuôi trong một gia đình 6 người. Sau khi kiểm tra tại chỗ và phân tích toàn diện bởi các cơ quan tài nguyên thiên nhiên, thủy lợi, khí tượng và các bộ phận khác, ban đầu người ta tin rằng nguyên nhân của thảm họa này có 3 khía cạnh. Thứ nhất, lượng mưa liên tục gần đây đã khiến nước trong đất đạt hoặc gần bão hòa. Kể từ tháng trước, lượng mưa tích lũy ở thị trấn Thanh Lâm đã lên tới 114mm, vượt mức trung bình cùng kỳ trong 50 năm qua. Lượng mưa siêu lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, dòng chảy mảnh vụn và các thảm họa thứ cấp khác. Thứ hai là lượng mưa ngắn và dữ dội. Lượng mưa kéo dài khoảng 1 giờ, thị trấn Thanh Sơn và thị trấn Thanh Lâm có lượng mưa lần lượt là khoảng 34,6mm và 39,3mm, cường độ mưa hiếm thấy trong những năm qua. Ngoài ra, hai đợt mưa lớn và mưa ở thị trấn Bảo Cư ở thượng nguồn hội tụ khiến lượng nước chảy bề mặt tăng lên và diện tích lưu vực lớn, hình thành lũ quét trong thời gian ngắn. Thứ ba là sông Sa Đai ở thị trấn Thanh Sơn dài khoảng 33 km, diện tích thoát nước là 124,35 km, thung lũng sông hẹp, độ dốc lớn, tốc độ dòng chảy trung bình nhiều năm là 1,07 m3 một năm.
mưa lớn do hoàn lưu bão Haiku. Bão số 11 tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc ngày thứ 7 liên tiếp, gây ngập lụt nặng và nhiều người bị mắc kẹt. Reuters ngày 26 tháng 9 đưa tin, mưa lớn do hoàn lưu bão Haiku tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc ngày thứ 7 liên tiếp, khi các đám mây bão di chuyển chậm từ tỉnh Quảng Đông đến tỉnh Quảng Tây, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp, giao thông tê liệt và nhiều người dân mắc kẹt. Tại huyện Bồ Bài ở Quảng Tây, mực nước lũ ghi nhận sâu nhất hơn 2 mét, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong những ngôi nhà thấp tầng. Lực lượng cứu hộ địa phương đã phải hoạt động không ngừng nghỉ để di tản người dân đến nơi an toàn. Bão số 11 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào ngày thứ Ba vừa qua và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Nhưng hoàn lưu còn sót lại của nó vẫn tiếp tục tàn phá miền Nam Trung Quốc. Thành phố Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, một trong những siêu đô thị của Trung Quốc, rơi vào tình trạng ngập lụt nặng bởi trận mưa lớn nhất kể từ khi dữ liệu được bắt đầu ghi nhận vào năm 1952. Khu vực Hồng Kông lân cận cũng hứng chịu cơn bão tồi tệ nhất trong 140 năm. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc đang trở nên dữ dội hơn. Đường đi của chúng ngày càng phức tạp hơn và làm tăng nguy cơ thảm họa thiên tai, ngay cả với các thành phố ven biển như Thâm Quyến, nơi thường xuyên đối mặt với bão nhiệt đới và đã có khả năng phòng chống lũ lụt mạnh mẽ. Thiệu Tôn, một nhà khí hậu học tại Đại học California, Mỹ cho biết, các cơn bão di chuyển sâu vào đất liền ảnh hưởng đến các khu vực ít hứng chịu mưa lớn và gió mạnh, thường có khả năng phục hồi sau thảm họa kém hơn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hơn. Theo chuyên gia Thiệu Tôn, với trường hợp của thành phố Thâm Quyến, thảm họa chủ yếu là do sự chuyển động chậm về phía Tây của hoàn lưu bão số 11, và nó gần như đứng yên từ chiều thứ Năm đến đầu giờ ngày thứ Sáu. Hiệu ứng đoàn tàu để chỉ hiệu ứng tích lũy của nhiều hệ thống đám mây đối lưu đi qua một khu vực liên tiếp, dẫn đến sự tích tụ lượng mưa và làm gia tăng mạnh khả năng xảy ra mưa lớn hoặc thậm chí hiện tượng thời tiết cực đoan. Các tỉnh, thành phố ở miền Nam Trung Quốc và đặc khu Hồng Kông đã phải hứng chịu những trận mưa kỷ lục sau khi cơn bão số 11 quét qua khu vực này vào tuần trước, gây ngập lụt nặng, lở đất và ảnh hưởng kinh tế trực tiếp hàng trăm triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, hơn 70 con cá sấu đã trốn thoát khỏi một trang trại chăn nuôi ở miền Nam Trung Quốc khi khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ những ngày qua. Các nhà chức trách ở một thành phố miền Nam Trung Quốc đã phát động chiến dịch bắt lại hơn 70 con cá sấu trốn thoát khỏi một trang trại sau khi mưa lũ dữ dội quét qua khu vực, đồng thời cảnh báo người dân nên ở trong nhà. Những con cá sấu này ban đầu được nuôi tại một trang trại cá sấu ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, những trận mưa lớn gần đây đã khiến các hồ nước địa phương tràn bờ, tạo điều kiện cho các loài động vật trốn thoát. Ít nhất 69 con cá sấu trưởng thành và 6 con cá sấu con đang rình mồi gần một ngôi làng ở Mậu Danh, tờ Hai Bao News có trụ sở tại Sơn Đông đưa tin. Chính quyền địa phương cho biết họ đã nhận được thông tin và cảnh báo người dân không nên mạo hiểm ra ngoài. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, một lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để vây bắt những con cá sấu mất tích bằng thiết bị phát hiện sóng siêu âm. Tuy nhiên, độ sâu của nước lũ gây ra khó khăn cho hoạt động tìm kiếm. Một thành viên của đội cứu hộ tiết lộ rằng họ không loại trừ khả năng họ phải tiêu diệt cá sấu thay vì bắt chúng. Những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một số con cá sấu ẩn nấp sau các biển báo gần con đường bị ngập hoàn toàn. Các thành viên của lực lượng khẩn cấp đội mũ bảo hiểm và áo phòng hộ di chuyển trên thuyền để tìm kiếm loài bò sát. Một số cảnh quay cho thấy những con cá sấu bị bắt và đưa trở lại đất liền. Miệng và tay chân của chúng bị trói để hạn chế di chuyển, trong khi một số cư dân địa phương tò mò đứng trên bờ nhìn vào. Ở Trung Quốc, cá sấu được đánh giá cao vì da và thịt của chúng được cho là có giá trị chữa bệnh trong y học cổ truyền Trung Quốc. Tỉnh Quảng Đông là địa điểm phổ biến cho các trang trại cá sấu do khí hậu ấm áp. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm kia, chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã tổ chức họp báo với đại diện các ban ngành để thông báo về tiến độ công tác khắc phục hậu quả trận mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 11 gây ngập úng ở đặc khu này từ ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu tuần vừa qua. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thư ký hành chính Trần Quốc Cơ cho biết, sau nỗ lực của các cơ quan và lực lượng hữu quan, Hồng Kông nhìn chung đã nối lại các hoạt động cơ bản, người dân đã có thể trở lại đi học và đi làm vào sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, vẫn còn 10 trường học bị hư hại, do đó không thể tổ chức lớp học trực tuyến vào ngày hôm qua.
trong trận mưa lớn vừa qua, tổng cộng 117 trường học đã chịu nhiều ảnh hưởng. Sau trận mưa lớn gây ngập úng, trường đặc khu Lý Gia Siêu đã kích hoạt cơ chế, huy động hàng trăm công chức xuống các quận ở khu vực phía Bắc và phía Nam để hỗ trợ công tác thu dọn. Ông Lý Gia Siêu cho biết, nếu tình trạng ngập úng tái diễn, các ban ngành phải chạy đua với thời gian để cuộc sống của người dân sớm trở lại hoạt động bình thường, hạn chế tối đa những bất tiện đối với cuộc sống thường ngày của người dân. Hiện tại, chính quyền đặc khu vẫn đang đẩy nhanh tốc độ sửa chữa khẩn cấp và hầu hết các con đường lớn đã được thông xe. Tính đến tối ngày thứ Bảy, Cục Đường bộ đã sửa chữa khoảng 80 tuyến đường bị hư hại do ngập úng, sụt lún đường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có 6 con đường vẫn phải đóng cửa. Về đường sắt, ngoại trừ một lối vào và ra ga tàu điện Hồng Tai Sin, dịch vụ tàu điện trên các tuyến khác về cơ bản đã trở lại bình thường. Ngày thứ Bảy, chính quyền đã tiến hành kiểm tra các sườn dốc, cây cối và các tòa nhà cũ, nhằm mục đích kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao trong vòng vài ngày. Trận mưa trong ngày thứ Năm và thứ Sáu đã gây lở đất ở nhiều nơi, trong đó có bán đảo Red Hill thuộc đảo Hồng Kông và là nơi sinh sống của nhiều người nổi tiếng. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa sườn đồi và gọi đến đường dây nóng của chính quyền càng sớm càng tốt. Trong trường hợp nguy hiểm, có rủi ro vẫn tồn tại sau thời tiết khắc nghiệt. Năm ngoái, Cục Dịch vụ Thoát nước đã bắt đầu nghiên cứu cải thiện hệ thống thoát nước trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Hiện tại, nhà chức trách đã tiếp nhận thông báo 5 trường hợp lở đất và người dân phải sơ tán với sự hỗ trợ của chính quyền. Nguồn điện của 3.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng do trận mưa gây ngập úng đã được khôi phục. Tổng cộng 17 trung tâm tạm trú đã được mở kể từ ngày thứ Năm với tổng số 456 người lưu trú. Ngoài ra, các đội chăm sóc sức khỏe đã đến một số quận để cung cấp các dịch vụ tình nguyện. Theo Reuters đưa tin, mưa xối xả đổ xuống Hồng Kông ngày 27 tháng 9 gây lũ lụt lớn tại thành phố đông dân, nhấn chìm các đường phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm, trong khi chính quyền đã đóng cửa trường học và yêu cầu công nhân ở nhà. Hồng Kông vừa trải qua lượng mưa theo giờ lớn nhất kể từ khi hồ sơ được ghi nhận cách đây 140 năm. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo lở đất khi mưa lớn đổ xuống vùng núi. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường phố biến thành những dòng sông dữ dội. Trong đó, có một đoạn video cho thấy các công nhân tàu điện ngầm lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng bên trong một nhà ga và cố gắng ngăn dòng nước chảy từ đường. Đường hầm Cross Harbour, một trong những tuyến đường chính nối đảo chính của Hồng Kông và Cửu Long, cũng bị ngập và các bức ảnh cho thấy một trung tâm mua sắm ở quận Tai Wan cũng bị ngập. Đài Thiên văn Hồng Kông báo cáo lượng mưa từ 23 giờ ngày thứ Năm đến nửa đêm ngày 27 tháng 9 là 158,1mm. Đài quan sát Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đen ở mức cao nhất và tuyên bố rằng kể từ tối ngày thứ Năm, lượng mưa hơn 200mm đã được ghi nhận ở các khu vực của đảo chính Hồng Kông, Cửu Long và vùng lãnh thổ mới phía Đông Bắc. Đài quan sát Hồng Kông cho biết, kể từ ngày thứ Năm, rãnh áp thấp còn sót lại của bão số 11 đã mang mưa lớn đến bờ biển Quảng Đông. Dự báo thời tiết khắc nghiệt sẽ còn kéo dài ít nhất trưa nay. Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông cho biết, chứng khoán Hồng Kông sẽ không mở cửa sáng nay và nếu cảnh báo mưa bão màu đen kéo dài đến trưa, giao dịch sẽ tiếp tục bị đình chỉ vào giữa trưa. Giám đốc điều hành Hồng Kông Lee Ka-chiu cho biết, ông rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực và chỉ đạo tất cả các ban ngành cố gắng hết sức để đối phó. Chính quyền Hồng Kông cho biết một số trạm thông quan hành khách và hàng hóa tại hai điểm kiểm soát biên giới giữa Hồng Kông và thành phố lân cận Thâm Quyến đã tạm thời ngừng hoạt động do lũ lụt. Chính phủ Hồng Kông cho biết ngày 27 tháng 9 tất cả các trường học đã đóng cửa do điều kiện khắc nghiệt do lũ lụt lớn và gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Quý vị thân mến, phóng viên được biết từ một cuộc họp liên quan được tổ chức vào ngày hôm kia bởi trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ sông Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, sau đây gọi là trụ sở kiểm soát lũ sông Châu Giang, rằng tình hình khí tượng của Trung Quốc năm nay nhìn chung có thể bị lệch, lượng mưa nhiều và ngập úng nhiều hơn hạn hán. Lưu vực sông Châu Giang khả năng tái diễn tương tự như trận lũ năm 1998 hoặc thậm chí lũ lớn hơn là rất cao. Chen Gu, Tổng tư lệnh phòng thủ sông Châu Giang, Chủ tịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, theo dự báo khí tượng, hiện tượng El Nino xảy ra kéo dài đến đầu năm sau, trở thành đợt El Nino dài nhất.
và hiện tượng El Nino mạnh nhất sẽ xuất hiện hiện tượng đầu mùa xuân ở phía Nam, khả năng xảy ra lũ lớn trong mùa lũ. Lũ lớn là rất cao, đồng thời hệ thống kỹ thuật ở lưu vực sông Châu Giang còn chưa hoàn thiện, còn nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật cần khắc phục trong công tác phòng chống lũ lụt, phòng chống bão, cứu trợ hạn hán, còn có những bất cập trong công tác phòng chống thiên tai lũ lụt cấp cơ sở và địa phương. Tình hình phòng chống lũ lụt, cứu trợ hạn hán rất nghiêm trọng. Thư Thành Bằng, Phó Tư lệnh điều hành Ủy ban Phòng chống và Kiểm soát sông Châu Giang, kiêm Giám đốc Ủy ban sông Châu Giang cho biết, lũ lụt mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay rất giống với trận lũ năm 1998. Vào giữa tháng 8, Bắc Giang đã xảy ra lũ lụt, đã trải qua trận lũ gần 5 năm một lần. Thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các con sông lớn và các dự án thủy lợi quan trọng có thể sống sót sau lũ lụt một cách an toàn. Cần đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ, sửa đổi và cải tiến các phương án điều độ khác nhau. Thực hiện một cách khoa học việc điều độ lũ hồ chứa và điều độ lượng nước mùa khô, thúc đẩy mạnh mẽ các công trình đặc biệt như phòng chống thiên tai lũ quét, đảm bảo sự an toàn của cuộc sống người dân và nước uống ở mức độ lớn nhất.